Trong cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng cách đây không lâu, đội bóng xứ Nghệ đã tung ra một đội hình với rất nhiều gương mặt trẻ như Mai Sĩ Hoàng, Thái Bá Sang, Lê Văn Thành, Trần Mạnh Quỳnh. Mặc dù nhiều cổ động viên của Sông Lam Nghệ An cảm thấy thất vọng khi thấy đội bóng ra sân với nhiều cầu thủ trẻ, họ cũng hiểu rằng đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ được cọ sát và học hỏi. Đối với Sông Lam Nghệ An, việc tung ra đội hình trẻ không phải vô lý. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã chính thức trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Mục tiêu của họ trong những trận đấu cuối sẽ là tạo điều kiện để những cầu thủ dự bị ít được ra sân trong V-League được thi đấu, rèn kỹ năng và trau dồi kinh nghiệm. Tương tự, câu lạc bộ Khánh Hòa cũng đã chắc suất trụ hạng và họ đã để cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ như Hoài Anh, Thanh Vị, Ngọc Hải trong trận đấu gặp BKMX Bình Dương. Dù để thua không, nhưng việc cho các cầu thủ trẻ ra sân là một động thái hợp lý và nên làm. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng lần than phiền về việc cầu thủ trẻ ít có cơ hội thi đấu tại V-League do các đội thường ưu tiên sử dụng ngoại binh và các cầu thủ kinh nghiệm. Vì vậy, việc các đội bóng tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu trong V-League là một bước đi tích cực và cần được khích lệ và ủng hộ. Huấn luyện viên Philippe Chusier của đội U23 Việt Nam đã nhấn mạnh rằng cầu thủ trẻ cần được thi đấu nhiều hơn để phát triển. Ông đề cao các bài tập truyền, nhận bóng và di chuyển để đưa các cầu thủ vào hoàn cảnh chơi bóng thực tế. Hiện tại, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam chưa diễn ra trong thời gian dài, dẫn đến mất cảm quan chơi bóng của nhiều cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Chusier và huấn luyện viên Gong Okia đều mong muốn các câu lạc bộ tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân thường xuyên để họ có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá chuyên nghiệp và cống hiến hơn để được trọng dụng. Đối với các đội bóng đã hoàn thành mục tiêu tại giải V-League, việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân giúp phát triển nhân tố trẻ và tạo lực lượng dự bị cho đội bóng. Điều này cũng tạo ra thêm các nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23, giúp tăng cường lực lượng và cạnh tranh trong các giải đấu quốc tế. Đội bóng xứ Nghệ được biết đến là một lò đào tạo trẻ tiềm năng, tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của họ chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hiện tại, thời điểm này là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng và góp phần tạo dựng tương lai cho bóng đá Việt Nam. Với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã gặp khó khăn khi chỉ trong vòng 10 ngày, đội bóng phải thi đấu 3 trận. Mặc dù gặp phải những thách thức, việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân sẽ giúp họ tích lũy kinh nghiệm và phát triển trong bóng đá Việt Nam.